Hello anh em, không biết là ở đây có anh em nào cũng kỹ tính giống như mình không? Tuy là ở nhà mình thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cũng kiểu nhà tranh vách đất thôi, nhưng mà mình cũng vẫn muốn gắn một con camera an ninh. Bởi vì ở nhà có cả người già nữa, cho nên là khi đi đâu ấy thì muốn ngó về một tí. Nhân tiện là mình đang tham khảo cái con camera này thì mình cũng muốn giới thiệu cho anh em luôn. Đây là chiếc camera C3X tới từ hãng EasyFit và nó cũng chứa rất là nhiều điều thú vị đấy. Theo như thông số của nhà sản xuất thì đây là chiếc camera đầu tiên trên thế giới được trang bị ống kính kép thông minh, tích hợp với cả AI Deep Learning và kết nối thông qua Wi-Fi. Điều này sẽ đem lại những cái tính năng ưu việt hơn so với các camera thông thường khác. Và cái hệ thống này thì hoạt động cũng khá là dễ hiểu thôi. Một bên ống kính sẽ ghi lại thông số ánh sáng của môi trường và một bên ống kính sẽ ghi lại màu sắc của hình ảnh. Sau đó thì AI thông minh sử dụng thuật toán đặc biệt của EasyFit sẽ kết hợp hai hình ảnh này lại làm một và cho chúng ta một kết quả có độ chi tiết cao nhất cũng như là màu sắc chân thực nhất. Bên cạnh đó thì nhờ vào việc sử dụng hai ống kính, C3X cũng cho chúng ta một hình ảnh có màu, có chất lượng cao nhất trong điều kiện ánh sáng kém nhất. Mình nhấn mạnh lại là có màu nhá, chứ không phải là dạng kiểu đen trắng giống như các cái camera thông thường đâu. Điều này giúp chúng ta đỡ tốn một khoản tiền vì không phải mua đèn dọi nữa. Tuy nhiên là ở trong những cái điều kiện khắc nghiệt, ví dụ như là ở trong kho đóng kín hoàn toàn, không có một chút ánh sáng nào, thì camera vẫn sẽ tự động chuyển về dạng đen trắng để cho chúng ta một cái chất lượng hình ảnh cao hơn. Sau khi đã trải nghiệm thực tế trong môi trường ánh sáng đầy đủ, mình thấy là hình ảnh cho ra rất chi tiết và rõ nét. Còn trong môi trường tối và thiếu ánh sáng, mặc dù bằng mắt thường mình nhìn thấy phòng tối om nhưng mà lên hình lại cực kỳ sáng luôn. Màu sắc của các vật thể được tái tạo rất gần với màu thật. Và để mình nói thêm một chút về AI mà EasyFit đang sử dụng nhé. Đây là AI Deep Learning, từ Deep có nghĩa là sâu, bởi vì là trong cái mạng lưới neuron nhân tạo của AI này thì có nhiều lớp, mà mỗi lớp lại được chứa những cái thuật toán có thể giúp cho nó học hỏi từ cái lượng dữ liệu được cung cấp. Tương tự như não người có thể xử lý các vấn đề dựa vào lượng kiến thức cũng như là kinh nghiệm đã có, thì AI Deep Learning cũng có thể xử lý các cái vấn đề khó tương tự. Lấy ví dụ như là một chiếc ô tô tự lái thì xung quanh chiếc ô tô sẽ được gắn rất là nhiều cảm biến để cung cấp dữ liệu về không gian và khoảng cách cho AI. Thì đây cũng là điều mà EasyFit đã làm với cả con camera này. Họ đã trang bị thêm một cảm biến nữa. Mỗi một cảm biến sẽ xử lý một loại thông tin riêng và sau đó sẽ đưa thông tin về cho AI. Nhìn chung thì so với một camera thông thường sử dụng một cảm biến để gánh tất cả các công việc trên, thì việc chia đôi khối lượng công việc cho hai cảm biến sau đó sử dụng AI thông minh để tổng hợp dữ liệu đã giúp cho chiếc C3X này vượt trội hơn hẳn. Ngoài ra thì AI Deep Learning còn làm được khá là nhiều điều hay ho. Nó giúp phát hiện chuyển động của người và xe cộ theo thời gian thực tế cực kỳ nhạy. Đồng thời là nó sẽ gửi cảnh báo chính xác ngay lập tức về điện thoại của bạn khi có chuyển động thông qua ứng dụng EasyFit. Hãy thử tưởng tượng là có ai đó đang lén lút đi vào sân nhà bạn lúc đêm muộn. Nếu bạn sử dụng camera bình thường thì khả năng cao là camera sẽ chẳng cảnh báo được ngay đâu, bởi vì là nó sẽ không bắt được chuyển động trong màn đêm. Mà đến khi chuyện đã rồi, bạn muốn xem lại hình ảnh thì cũng thấy noise và màu đen trắng không rõ được chi tiết. Còn với chiếc C3X này thì hãy an tâm là gia đình của bạn sẽ an toàn hơn, vì máy sẽ cảnh báo bạn kịp thời và ghi lại hình ảnh có màu, sắc nét vào ban đêm để bạn kiểm tra lại nhé. Mà nếu như bạn thấy cảnh báo này vẫn chưa đủ ấy, thì cứ yên tâm là cái camera này nó còn có khả năng hú còi ầm ĩ cơ. Vừa để báo cho gia chủ lại còn vừa để cảnh cáo kẻ gian đừng hòng bén mảng đến đây. Bên cạnh đó thì bạn có thể trực tiếp nói vào điện thoại để âm thanh phát thẳng trực tiếp ra loa trên chiếc C3X luôn. Ví dụ như là khi có người đỗ xe không đúng chỗ, bạn chỉ cần nói ngay vào điện thoại để nhắc người ta đỗ sang chỗ khác. Đỡ phải chạy ra tận nơi đúng không? Với các camera truyền thống sử dụng bộ nhớ có giới hạn để lưu trữ thì chúng sẽ thường tự động xóa video sau một khoảng thời gian nhất định, và đến khi mà chúng ta tìm lại để xem thì cũng chẳng còn nữa. Còn với C3X thì mọi thứ sẽ khác. Dữ liệu sẽ được lưu trữ cùng lúc theo 3 cách để bạn tha hồ lưu trữ và truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi. 3 cách đó sẽ là sử dụng thẻ nhớ SD gắn trực tiếp lên trên máy, lưu trữ điện toán đám mây trên hệ thống, hoặc là gửi dữ liệu vào đầu ghi hình NVR của EasyFit. Video cũng sẽ được nén dưới dạng H265 tiên tiến thay vì là dạng H264 truyền thống. Điều này sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được dung lượng hơn. Công nhận là mọi thứ nó cứ dễ dàng thế nào ấy nhở. Bình thường thì ai cũng đã bận rộn cả ngày rồi, cho nên có những cái thiết bị tiện ích như thế này sẽ tốt hơn. Chuẩn IP67 trên máy này giúp nó có thể chống chịu điều kiện thời tiết như là mưa, nắng, bão và ngay cả tuyết nữa. Thật ra ở Việt Nam thì sợ nhất là khí hậu nóng bức đi kèm với cả độ ẩm cao hoặc là mưa gió bão bùng thôi. Và mình nghĩ rằng nếu anh em gắn cái này ở ngoài trời thì tốt nhất là vẫn nên che chắn cho nó một chút, bởi vì là của bền tại người mà, anh em cứ dùng kỹ thì cái gì nó cũng bền. Nhiệt độ của camera có ấm lên nhẹ khi mà sử dụng, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức đó thôi chứ nó không bao giờ cao vọt lên. Khớp cử động lên xuống mượt mà và vững chắc. Mà anh em có thấy là thiết kế của camera này nó giống như là một chú robot có hai cái tai vểnh lên không? Nhìn vừa hiện đại lại vừa gọn gàng, để đâu trong nhà cũng hợp ấy. Cùng nhìn qua ứng dụng EasyFit để xem là nó hoạt động thế nào nhé. Ứng dụng này thì có thể được tìm thấy dễ dàng trên cả hai kho ứng dụng của Apple lẫn Google.
Sau khi đăng ký tài khoản mất vài phút, mình chỉ cần quét mã QR trên camera để thêm thiết bị vào tài khoản. Ngay từ những cái bước đầu thì mình đã nhận được những hướng dẫn vô cùng chi tiết bằng cả hình ảnh lẫn câu chữ để cài đặt. Giao diện sử dụng và điều khiển các tính năng của camera rất trực quan và dễ sử dụng. Mình thử bật chức năng báo động hoặc là phát tiếng nói trực tiếp từ điện thoại thì thấy loa rất là to và khỏe. Đêm đang ngủ mà nghe cả báo động từ cả camera lẫn điện thoại ầm ĩ thì kiểu gì cũng dậy được thôi. Chất lượng hình ảnh Full HD cho độ sắc nét cao hơn. Tùy vào dung lượng lưu trữ mà bạn chọn chế độ cho phù hợp nhé. Các chức năng khác như là khoanh vùng phạm vi, quét chuyển động này, điều chỉnh độ bão hòa hình ảnh hay là khoanh vùng đánh dấu đối tượng, vân vân và mây mây, tất cả đều ở hết trong phần cài đặt rồi. Chỉ cần tích tích vài cái là xong. Và tóm lại là mình nghĩ đối với bất cứ ai mà đang quan tâm đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình này, cũng như là tài sản cá nhân, thì chúng ta nên trang bị một chiếc camera an ninh. Và chiếc camera C3X này có thể hoàn toàn đáp ứng các nhu cầu đó. Nó vừa cho hình ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng này, vừa bền bỉ mà lại có nhiều tính năng hữu ích, giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian cũng như là tiết kiệm được tiền bạc nữa. Anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Đừng quên là gia nhập vào nhóm ThinkView and Friends để chia sẻ nhiều hơn về các thiết bị công nghệ. Hẹn gặp lại anh em sau. Mình là Vinh và đây là ThinkView.